Thưa quý vị, đến thời điểm này, bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu dùng áp thấp tiếp tục gây mưa dừa mưa to tại các tỉnh Bắc Bộ. Do đó, các địa phương trong vùng ảnh hưởng, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, cần chủ động các phương án phòng chống sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Đó là một trong những yêu cầu của văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tại cuộc họp ứng phó áp thấp nhiệt đới diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo đó, văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai các địa phương trong vùng ảnh hưởng, rà soát khơi thông dòng chảy, cấm biển nguy hiểm, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn tại các điểm sung yếu triển khai sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với tình huống sạt lở, chia cắt kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa sung yếu. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sao bão, duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu xử lý khi có yêu cầu. Trở lại với tình hình thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đại khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, có nơi mưa dừa mưa to. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng có các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh, với nền nhiệt cao nhất từ 30 đến 32 độ và thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 12 tháng 8 trên địa bàn tỉnh Long An. Ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở đây lên theo kỳ triều cường rằm tháng 7 âm lịch. Do nước đổ về, mưa tại chỗ. Tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo dòng ngày mai là 0,79m. Tại trạm Tân Hưng là 1,16m. Trạm Dĩnh Hưng, mực nước cũng được dự báo là 1,16m. Ở trạm Hưng Điền B, mực nước đo được là 1,63m. Và 0,99m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Đối với khu vực phía Nam, mực nước ở đây lên theo kỳ triều cường rằm tháng 7 âm lịch trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ và 14 giờ đến 16 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, mực nước dự báo ngày mai là 1,10 m và trạm Bến Lức là 1,15 m. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng thời gian tỉnh Long An dự báo, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ, chịu ảnh hưởng chính bởi gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, sao giảm dần. Giả hội tụ nhiệt đới dắt qua Bắc Bộ suy si yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới xu hướng lấn tay. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ, tại miền Đông Nam Bộ. Đêm nay, khu vực này có mưa rào kèm theo dông. Ngày mai trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Có nơi mưa dừa, mưa to, trong cơn giông, quý vị cần đề phòng có xét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, đêm nay khu vực này cũng có mưa rào rải rác và giông dài nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa mưa to. Quý vị cũng nên đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong cơn giông. Nhiệt độ thấp nhất ở đây từ 24 đến 26 độ và cao nhất từ 30 đến 32 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.